Đoán án kỳ quan. Xưa này những vụ án oan quả là khó xử. Người đời thường nói, Bao Công đời Tống từng xử 72 vụ án không có đầu mối. Chiều chúng ta cũng có một người giống Bao Công. Trước khi vào câu chuyện chính, tôi xin kể một chuyện gần như oan uổng, mong những người làm quan trên đời chứ có coi thường. Mạng người có liên quan đến trời. Đây là điều hết sức quan trọng, đừng xem nhẹ. Việc hết sức thận trọng. Đúng là người chết không thể sống lại. Nếu làm họ chết oan thì dưới chín suối họ sẽ không nhắm mắt, hẳn họ sẽ báo ứng. Chuyện kể rằng năm Bính Tuất thời Vạn Lịch, ở kinh thành có một người đàn bà họ Lâu. Trước đây thường thông dâm với la trưởng quan, những người xung quanh đều biết cả. Về sau có việc phải đi xa, trưởng quan không lui tới nữa. Chồng người đàn bà ấy đi làm ăn hàng năm không về. Là một người hết sức dâm đãng, thế chồng đi biển biệt, ngọn lửa tình dục cứ bùng lên. La trưởng quan lại lâu ngày không đến, không sao chịu nổi. Bởi thế đêm nào chị ta cũng rên rỉ kêu lên: "Ôi, anh trưởng quan ơi!" Tiếng gọi la trưởng quan không đêm nào không dứt, hàng xóm đều nghe thấy. Họ nghĩ rằng trưởng quan lại đến với người tình cũ. Có một người là giang hổ côn, từ lâu đã mê Lưu Thị, lại thấy chị thông dâm với la trưởng quan, nhiều lần đến gả gẫm. Xong người đàn bà này nhất định không chịu. Giang hổ côn rất ức, rồi nghĩ rằng: "Mày đã thông dâm với la trưởng quan, tại sao mày lại không chịu thông dâm với tao? Lẽ tao không bằng thằng trưởng quan à?" Anh ta vô cùng tức giận, ngấm ngầm định hại gian phù dâm phủ này cho hả dần. Một hôm chồng Lưu Thị đi xa trở về, có tiền nên họ mua sắm thức ăn, ăn uống với nhau. Cơm xong họ lên giường nằm. Sau một hồi mây mưa, họ lăn ra ngủ mê mệt. Rồi giang hổ côn ghé tai sát vách vào nghe, không nghe thấy tiếng mụ gọi là trưởng quan, mà anh ta cũng biết chồng Lưu Thị về, nên hắn nghĩ thầm: "À, con đĩ lẳng lơ này đêm nào cũng gọi là trưởng quan, sao đêm nay lại không chắc là trưởng quan không ở đây rồi. Nhất định thì ngủ một mình, ta phải vào mới được. Nếu lần này nó không cho thì giết luôn con đĩ này, rồi lết la trưởng quan cũng không muộn nữa." Nghĩ một lát, hắn về nhà lấy một con dao nhỏ rồi lẻn vào nhà Lưu Thị. Nghe thấy hai người gây gổ, giang hổ côn cho đấy là trưởng quan, hắn mới nổi giận, rút dao giết chết cả hai người rồi bỏ đi. Hôm sau tuần thành ngự sử bắt hai người láng giềng rồi xét hỏi nguyên do vợ chồng Lưu Thị giết. Những người láng giềng đều nói: "Dạ thưa ngài, trước kia người đàn bà này thông dâm với la trưởng quan. Gần đây đêm nào người đàn bà ấy cũng gọi tên của la trưởng quan. Xong chỉ thấy chị ta la lên như thế mà không thấy tung tích của la trưởng quan đâu. Đêm nay cả hai vợ chồng đều chết, có thể là do la trưởng quan ghen mà giết đi, cũng chưa biết chừng ạ." Ngự sử bèn bắt ngay la trưởng quan tới xét hỏi, cũng không cho phép phân trần, bèn khép ngay vào tội chết. La trưởng quan mới van nài nói: "Dạ thưa ngài ạ, trước đây quả thật con có thông dâm, nhưng lâu nay có việc nên đã đi, 7 năm nay con không hề qua lại. Tại sao ngài lại khép con vào tội chết ạ?" Ngự sử nói: "Nhưng mà láng giềng đều nói, đêm nào con Lưu Thị nó đều gọi tên của mày, không phải mày thì ai vào đây?" La trưởng quan không sao thanh minh được, quan mới ghép vào tội vì ghen mà giết người. Chờ tới mùa thu sẽ hành quyết. Trước khi hành quyết, Lưu trưởng quan gào lên kêu oan, phủ quan mới tạm miễn hành hình. Hôm ấy giang hổ côn sắp thấy, sắp xử trảm Lưu trưởng quan, trong lòng cứ bồn chồn không yên. Hắn mới tới pháp trưởng xem hành quyết Lưu trưởng quan, rồi ngấm ngầm than thở. Chẳng biết thần xui quỷ khiến thế nào mà hắn về nói ngay với vợ: "Trên đời này có nhiều người oan uổng, ta giết người mà Lưu trưởng quan phải đền mạng, đáng lẽ ra bắt ta mới chết mới phải." "Vì sao vậy?" vợ hắn hỏi. "Đã giết vợ chồng người ấy à?" Rồi giang hổ côn kể hết lại đầu đuôi với vợ. Không ngờ vợ hắn lại thông dâm với một người. Hôm ấy hắn đến hành dâm với chị, đang lúc khoái lạc thì giang hổ côn về. Gian phu vội vã nấp vào chỗ tối, nghe thấy hết chuyện giang hổ côn kể lại. Tên gian phu này đang nghĩ cách trừ khử giang hổ côn để độc chiếm vợ anh ta, thì nay chuyện ấy lại lọt vào tai hắn. Thế là hắn bàn với vợ giang, nhân cơ hội này kết liễu đời giang để sống với nhau lâu dài. Hắn bảo vợ giang tố cáo việc này lên quan, có nhân chứng sống, giang hổ côn làm sao chối được, bèn khai ra hết rồi bị chém chết ngay. Thế là Lưu trưởng quan thoát chết.
quả là gian dâm diệt, ác nhân giết. Đó, tôi kể câu chuyện này để thấy rằng xử oán khó biết chừng nào. Và vì thế mà từ xưa tới nay biết bao nhiêu người chết oan. Rồi mọi người có biết ngài Thành Hoàng Chiết Giang tên là gì không? Nghe nói vị thần này là vốn người Nam Hải, Quảng Đông. Họ là Chu Đan, Húy có mỗi chữ Tâu. Đầu tiên được Châu Tiến cử làm ngự sử, dám thẳng thắn hạch tội. Hoàng thân quốc thích vô cùng sợ hãi, không khác gì Bao Công thời Tống. Ông Bao Trưởng này không cười, người ta đã nói rằng nếu ông cười thì nước sông Hoàng Hà sẽ trong. Người ta còn nói rằng quả hối lộ chưa tới tay đã thấy Diêm La Bao Công, cho nên người ta còn gọi ông ta là Diêm La Bao Lão. Vị thần sống này của triều ta được người đời ca ngợi là Chu Công mặt lạnh như sắt. Ngài Vĩnh Lạc cũng biết tiếng tăm của ông, giao cho ông làm ám sát Phúc Kiến, Vĩnh Thuận, Bảo Tĩnh. Phàm những nơi dân sớ mời, ông ta đều tới cả. Về sau ông được cất nhắc làm ám sát sứ đến Vân Nam, rồi sau đó chuyển làm ám sát sứ Chiết Giang. Rồi khoan nói tới chuyện làm quan của vị thánh sống này, mà hãy nói tới một người bị tù oan uổng ở phủ Kim Hoa, Chiết Giang. Người này tên là Vương Khả Cửu, nhà giàu có lắm. Vương Khả Cửu thu mua một số hàng đến Thương Châu, Phúc Kiến để bán. Một người bạn cùng đi với anh ta lại vượt biển. Thời ấy biển cấm rất nghiêm ngặt, người bạn ấy tham lãi, cứ mong buôn một lãi 10. Ra đến biển thì bị lính tuần tra bắt được rồi đưa vào nhà tù. Cai ngục cho rằng họ giả vờ để gây tai họa. Bởi thế Vương Khả Cửu cũng phải vào tù, chịu biết bao nhiêu khổ sở, đằng đẵng 8 năm trời mới được trở về. Vợ của Vương Khả Cửu là người còn trẻ và có nhan sắc. Thế chồng biển biệt 7 năm không về thì chị rất lo lắng. Nghe trên phố có một người thầy bói tên là Dương Cản Phu, chị mới bèn tới nhà hắn để nói rõ ngày sinh tháng đẻ của chồng để gã đoán. Dương Cản Phu thì thấy chồng chị đã 7 năm không về, còn chị lại là người xinh đẹp nên không vướng víu gì về con cái, không có chú bác ràng buộc, hơn nữa lại giàu. Hắn vừa đoán vừa nảy ra ý định tà dâm, rồi giả vờ kinh ngạc nói: ngày sinh tháng đẻ của người này mệnh rất là xấu, số đại bại đấy. Năm kia là năm phạt, phạm vào tuế quân, lại không có cát tinh khiếu hộ nữa, chết đã 3 năm nay rồi còn xem làm gì. Cảnh thì thấy nói chồng chết, hai nàng nước mắt ứa ra. Dương Cản Phu mới khuyên nhủ: thôi đừng khóc nữa, sợ rằng trong phút chốc sơ tâm chưa biết chừng xem sai cũng nên. Hãy để ngày sinh tháng đẻ lại đây, để tôi thư thả lưu tâm xem ký cho chị, mấy hôm nữa đến thì biết chắc. Cảnh thị bèn tháo chiếc nhẫn vàng trên tay đưa cho Dương Cản Phu rồi nói: vậy xin phiền ông xem kỹ cho chồng tôi. Nói xong chị ra về. Mấy hôm sau Cảnh thị đến để biết tin chính xác, thì Dương Cản Phu cứ than thở rằng: tôi cứ ngỡ rằng lúc đầu mình xem chưa kỹ, còn có chỗ sai sót nào chăng. Suốt mấy tháng trời tôi tính rất kỹ về năm tháng, ngày giờ, xem ra số của anh ấy đã hết, không còn hy vọng nữa. Dần thân tương xứng, thái tuế chiếu mệnh, đúng là đã chết vào tháng 7 kia rồi. Nay thì số người ấy đã vào vận nhập mộc và thành đống xương khô dưới mồ rồi. Không biết số chỉ thế nào, để tôi xem kỹ rồi sẽ biết. Cảnh thì nói rõ ngày sinh tháng đẻ của mình, Dương Cản Phu tính một lát rồi nói: số chỉ tốt, không phải đối địch với chồng. Song tháng 7 năm kia thuộc vào táng môn sao bạch khổ động, ấy là cái họa chủ thương hình khắc chồng. Và lại không có con cái thì chỉ có thể đi bước nữa. Xong lại rất tốt, năm nay là năm có sao hồng loan, thiên hỷ, hẳn là có chuyện vui mừng. Cảnh thì nghe nói thế rất xúc động rồi quay về. Từ đó ngày nào cũng thế, cứ tới đêm khuya, Dương Cản Phu lén lén đến bên đường nhà Cảnh thị, giả tiếng ma quỷ quỷ khóc, hoặc là ném gạch ngói vào nhà cho Cảnh thị sợ. Quả nhiên Cảnh thị hoang mang lo lắng lắm. Thế rồi Dương Cản Phu sai người mối tin cậy của mình đến ngỏ lời với Cảnh thị. Cảnh thị chỉ nói rằng chồng đã chết thì đành phải thế thôi. Dương Cản Phu là một gã lọc lõi về thủ thuật vòng the, hắn mặc sức cùng với Cảnh thị hành lạc theo lối khác thường, còn Cảnh thị thì vô cùng thích thú. Dương Cản Phu làm cho Cảnh thị rất mãn nguyện, bởi thế hắn đã chiếm hết gia sản của gia đình Cảnh thị. Vương Khả Côn bị 10 năm tù nay mới được tha, trong người không một xu dính túi, phải xin ăn lần hồi mới về đến quê.
Tới nhà thấy nhà và gia sản đã thuộc về tay người khác. Hỏi ra mới biết Dương Cản Phu đã lấy vợ mình, chỉ đứng ngoài cổng xem tình hình thế nào. Đúng lúc Cảnh Thị đang đứng đó, quần áo Vương Khả Kiều rách như tổ địa, vá chằng vá đụp. Hơn nữa bị giam trong ngục nhiều năm, người trông như ma quỷ, ngay cả Cảnh Thị cũng không sao nhận ra. Thấy vợ thì Vương Khả Kiều khóc lóc, kể lể những nỗi khổ sở cay đắng mình đã trải qua. Dương Cản Phu thế thế bèn đánh Vương Khả Kiều hết sức dã man, khắp người bị trọng thương. Hắn còn nói với Vương Khả Kiều vượt bể lọt lưới rồi cáo giác lên phủ. Các bạn hãy nghĩ thử xem, Vương Cản Phu có ghê không? Hắn đã dốc hết hàng mấy trăm lạng mà Vương Khả Kiều lâu nay tích góp được để mua chuộc bọn quan lại từ trên xuống dưới. Vương Khả Kiều không sao biển bạch nổi, cuối cùng bị khép vào tội vượt biển, giam vào ngục và sau đó bị thanh toán ngầm. May mà trời đất cũng phù hộ độ trì, một vị thánh sống tới đạo, biết ở đây có nhiều người oan uổng, vội đưa phạm nhân ra xét xử từng người một. Vương Khả Kiều được đưa ra xét xử, ngài Chu hiểu ngay sự việc, liền cho đánh chết Dương Cản Phu ngay lập tức. Còn bọn nha lại làm sai pháp luật và bọn môi giới đều bị xử tội. Cảnh Thị biết sự thực mà không cứu, bị phạt trượng rồi bán làm nô tỳ, gia tài ruộng vườn trả lại cho Vương Khả Kiều. Nếu ngài Chu đến muộn mấy hôm nữa thì Vương Khả Kiều đã chết ngay trong ngục. Ngay ngày hôm ấy, ngài Chu tống cổ viên quan tri phủ Ngu Tối ra khỏi phủ đường. Từ đấy trở đi, luật pháp trở nên nghiêm minh hơn. Rồi có một hôm, trên đường tới Chiết Giang, ngài bỗng thấy một đàn nhạn xanh tới mấy ngàn con bay vo ve trước ngựa. Xua thế nào chúng cũng không đi, ngài biết ngay ở đây có điều gì oan uổng, bèn sai nha lệ tới chỗ nhặn đầu, đào lên thì thấy một xác người chết mới được mấy hôm. Bên người còn có một con dấu dùng để đóng vào vải của thương nhân. Ngài Chu mới cởi lấy ngay con dấu bằng gỗ ấy mang về nhiệm sở, rồi ngầm sai người ra chợ mua vải, xem người nào có loại vải đóng bằng con dấu này thì bắt ngay về thẩm vấn ký từng người một. Quả nhiên tìm thấy tên cướp số vải của người ấy, truy hoàn tang vật, gọi người nhà của lái buôn đến mang về. Lúc ấy họ mới biết người nhà của mình bị cướp giết chết. Sau đó ngài khép tên cướp vải vào tội chết. Có một người khách buôn từ Huy Châu tới Phu Dương, thấy bên đường có một người bẫy chim, buộc hai con chim khách trên ngọn sào cao. Hai con chim thấy người khách Huy Châu đi qua, chúng kêu rất bi ai như có ý cầu cứu. Người khách Huy Châu rất thương xót, đưa cho người bẫy chim hai lạng bạc mua hai con chim ấy rồi thả đi. Khi mở gói bạc, người khách không cẩn thận nên người dắt lửa trông thấy ông có rất nhiều bạc nén, còn bạc rời thì nhiều vô kể. Hắn ta mới sinh lòng tham. Chờ đến tối, tới nơi vắng vẻ, hắn đẩy người khách xuống, dùng đá đập chết rồi chôn xuống vệ đường, lấy được gói bạc mà chẳng ai biết. Ai ngờ hai con chim khách đã đền ơn, chúng bay thẳng tới dinh quan án sát. Đang trên công đường, ngài Chu thấy hai con chim khách bay xả xuống rồi kêu thảm thiết như là tố cáo nỗi oan. Lính lệ đuổi đi, nó lại xả xuống kêu hết sức ai oán. Ngài Chu mới nói: các người có nỗi oan gì cần tố cáo chăng? Nếu oan ức thì hãy bay tới bàn kêu lên mấy tiếng. Quả nhiên hai con chim khách bay tới bàn và kêu lên, rồi ngoái đầu vẫy đuôi loạn xạ. Ngài Chu mới bảo chúng: nếu quả thật có nỗi oan khuất thì ta sẽ sai hai người lính lệ đi theo các ngươi. Rồi ngài liền sai hai người lính lệ đi theo hai con chim khách. Quả nhiên họ thấy hai con chim rất tinh khôn, chúng vừa bay vừa kêu như vẫy gọi. Sau đó nó bay mãi xuống chỗ người bị giết ở Phúc Dương, rồi đậu trên một mô đất kêu táo tác mãi. Lính lệ đào lên thì thấy một xác chết bị đánh vỡ sọ, bên người còn có một chiếc roi ngựa. Lính lệ mang chiếc roi ấy về báo cho ngài Chu. Đêm ấy ngài Chu mơ thấy một người đầu tóc rối bù khóc lóc kêu rằng: dạ bẩm quan, con là người chết oan. Con không phải là Đào mà là Lý, cũng không phải là Tọa mà là Hành, xin ngài soi xét cho. Người ấy nói xong thì bỏ đi. Sáng hôm sau ông lên công đường nghĩ rằng chiếc roi này đúng là của bọn phu đuổi lừa ngựa đánh rơi. Ngài lập tức lệnh cho huyện Phú Dương lập ngay danh sách phu đuổi lừa ngựa ở trong toàn huyện để ông kiểm tra. Huyện Phú Dương nộp danh sách những người này lên, trong đó có một người tên là Lý Lập. Ngài Chu mới hiểu ngay, không phải Đào là Lý, là ngồi là đi, thì chẳng phải là Lý Lập thì là gì nữa. Rồi lập tức cho bắt ngay Lý Lập.
Thấy ngài Chu, Lý Lập chưa bị đánh đã khai là hắn đã mưu sát. Ngài cho truy hoàn số bạc ấy thì hắn đã tiêu mất một nửa. Hắn bị ghép vào tội chết, cho gia quyến chôn cất người khách Huy Châu. Rồi sau đó có bài thơ làm chứng thế này: Chim khanh cảm ơn biết đáp đền, bay ngày tới phủ để kêu oan. Nếu quan không giỏi như thánh sống, oan khuất ngàn năm ai rửa đây. Chuyện kể rằng thời ấy ở cửa Cân Sơn có chùa Thúy Phong xây dựng thời Ngũ Đại, cách thành rất xa. Trong đó có rất nhiều sư không an phận, tuy cắt tóc đi tu nhưng ruộng đất vườn tược rộng mênh mông, nuôi lợn dê gà vịt, chăn tằm kéo tơ, thả cá nấu rượu, hoàn toàn như người dân thường. Chỉ có điều là đêm đêm không có đàn bà đẹp để làm bạn. Xưa nay người ta thường nói no cơm mấm cật rậm rật cả đêm. Những hòa thượng này lắm thịt nhiều cá, ngày ngày thả sức ăn uống, béo tròn béo trục. Trong vườn lại sẵn măng non, họ lấy về hầm với thịt chó để ăn. Đúng như Lỗ Chí Thâm trước đây nói: ba ba bụng to lại béo ăn rất ngày. Thịt chó ta cũng ăn thì ăn với ác cái quái gì. Tuy nói thế, xong nào họ có được lòng dạ ngay thẳng như Lỗ Chí Thâm đâu. Những hòa thượng này do tổ sư truyền lại chẳng tin vào sự báo ứng nhân quả. Rượu thịt quen rồi và nói lấy là liều vốn có trong cửa Phật. Không nghĩ rằng mình không chịu học hành mà chỉ oán hận cha mẹ đã đưa họ vào chùa lạnh lẽo vắng vẻ, đêm đêm không ngủ được với đàn bà. Rượu phẻ phớn rồi phải trầm luân. Trong số đó có hai hòa thượng trẻ là tồi tệ nhất. Chúng đều là quỷ đói yếu sắc. Một gã là Rượu Cao, một gã là Tuệ Lang. Hãy tạm chưa nói tới hai gã hòa thượng trẻ xấu xa này, mà hãy nói tới một người đàn bà trong làng là Hoắc Tứ Nương, chàng 28 tuổi, có chút nhan sắc. Vợ chồng đều sống bằng nghề nông. Một hôm chỉ về nhà mẹ đẻ, vì đường xa phải dậy sớm chải đầu, mặc quần áo rồi lên đường. Vì vậy quá sớm, hơn nữa hàng xóm lại thưa thớt, đường đi không một bóng người. Hoắc Tứ Nương đi một mình, tới chùa thấy người mệt chỉ dừng chân ngồi nghỉ tạm trước cổng. Rồi bạn thử nghĩ xem, nơi vắng vẻ này con gái đẹp có nên nghỉ chân ở đây hay không? Đúng lúc ấy thì hai gã hòa thượng trẻ bước ra, đụng phải, thế chỉ đẹp chúng mới nghĩ thầm: ôi, vợ ta đến rồi. Chúng giả vờ rồi lễ phép hỏi: xin chào chị ạ, xin mời chị vào chùa xơi nước. Không cần đâu, Hoắc Tứ Nương nói. Thế chị đi đâu mà sớm thế? Đường xa nên phải đi sớm, Hoắc Tứ Nương nói. Đường còn xa, hai gã ấy nói, sao không vào chùa uống chén nước cho lại sức? Tôi đi đây, Hoắc Tứ Nương nói rồi đứng dậy đi. Hai đứa tiếc ngẩn ngơ. Thế đường vắng ngắt không có bóng người, chúng bèn ôm chặt lấy chị lôi vào chùa định cưỡng dâm. Hoắc Tứ Nương không chịu, gào lên chửi thậm tệ: à, đồ đầu chọc chết tiệt! Hai gã hòa thượng phát khùng, dùng dao thái thịt chém chết, rồi chôn dưới gốc cây đông thanh cổ thụ, rồi chẳng ai biết. Vì chùa rộng mênh mông, phòng ở cách xa nhau, phòng này làm gì phòng kia không biết đâu. Hơn nữa sáng sớm không ai nghĩ rằng có việc ấy xảy ra. Oan hồn không tan, quả là lẽ trời. Một hôm ngài Chu ngồi trên công đường, bỗng thấy một trận gió xoáy thổi bay những lá cây đài thụ vào công đường, rồi lượn xung quanh bàn làm việc của ngài. Gió lạnh thấu xương, hình như lại nghe thấy tiếng khóc bi ai thê thảm văng vẳng trong tiếng gió. Ngài Chu nói: nhất định có oan uổng chi đây. Ngài mới gọi mọi người xung quanh lại xem những chiếc lá. Họ đều nói trong thành không có loại lá to này, mà chỉ ở chùa Thúy Phong ngoài cửa Cân Sơn cách rất xa là có cây đông thanh cổ thụ này thôi. Rồi ngài Chu hiểu ngay, hẳn là sư trong chùa giết người chôn dưới gốc cây rồi, oan hồn đến báo cho ta biết đây. Lập tức Ngô cùng nhiều người tới chùa Thúy Phong đào dưới gốc cây đại đông. Nào ngờ vừa đào được mấy thước đã thấy xác một người đàn bà mới bị giết. Ngài Chu liền thẩm vấn từng hòa thượng một, rồi hỏi tới hai gã hòa thượng trẻ thì mặt chúng đỏ bừng, tay chân run cầm cập, khai ra sự thực hết. Trước hết ngài lệnh cho đánh 80 gậy khép vào tội chết. Soát ký trong chùa thấy lợn dê gà vịt hàng đàn, phòng nào cũng đầy áp rượu thịt. Ngài mới đùng đùng nổi giận, đánh cho mỗi hòa thượng 30 gậy, giải về nguyên quán, phá hủy toàn bộ ngôi chùa. Ruộng vườn thì tịch thu, bán đi để cứu dân nghèo. Có thơ rằng: lợn dê gà vịt có đầy đàn, cửa Phật toàn là sư hổ mang,
hoang dâm tàn ác như quỷ đói. Đàn bà chúng rét chẳng ghê tay. Lại có một người làm nghề buôn bán tên là Thạch Ngưỡng Đường, làm ăn xa lâu ngày nên góp được 200 lạng bạc. Chưa về tới nhà thì trời đã gần tối, sợ đi một mình sẽ bị hãm hại, nên khi đi qua miếu Yến Công đã len lén giấu bạc dưới đáy chiếc lư hương đá. Đến khuya mới về tới nhà thì gọi mở cửa, vợ trông thấy gọi: đi làm ăn lâu ngày kiếm được bao nhiêu lạng bạc? Kiếm được 200 lạng. Thạch Ngưỡng Đường nói: tôi định mang về nhưng thấy trời tối, lại đi một mình sợ mất, tôi giấu nó ở dưới đáy lư hương đá miếu Yến Công ấy, không ai biết, sáng sớm mai đi lấy. Nói xong họ ăn cơm rồi lên giường ngủ. Sáng sớm hôm sau đến giờ đáy lư hương đá thì khốn nạn thay, không biết kẻ nào đã biết được lấy mất. Thạch Ngưỡng Đường đành tới chỗ của Ngài Chu bảo việc này. Ngài Chu nói: trong đêm tối ngươi giấu bạc có ai biết không? Dạ thưa ngài, chẳng có ai biết ạ. Ngươi có nói với ai không? Dạ thưa ngài, về nhà con chỉ nói với vợ con, không ai biết cả. Đúng là. Ngài Chu cười rồi nói: vợ ngươi thông dâm, tên gian phu nghe thấy đến lấy trước mất rồi. Lập tức ngài bắt vợ người tới đó, tới công đường để xét hỏi, thì đúng là thị thông dâm. Hôm ấy khi Thạch Ngưỡng Đường trở về, tên gian phu hốt hoảng chui xuống gầm giường. Thạch Ngưỡng Đường nói tên gian phu nghe thấy. Khi Thạch Ngưỡng Đường ra ngoài, thừa cơ vợ anh ta đưa tên gian phu trốn ra lối cửa sau. Hắn tới ngay miếu Yến Công lấy 200 lạng bạc dưới đáy lư hương đá rồi khấp khởi về nhà. Quả là biết đâu tại vách mạch rừng, ngờ đâu người dưới gầm giường đã nghe. Thế rồi ngài luận tội dâm phu dâm phụ, truy hoàn số bạc 200 lạng vẫn còn nguyên vẹn, hắn chưa kịp tiêu một đồng nào. Rồi lại có một tù nhân bị giam trong nhà tù Hàng Châu rất nhiều năm, bỗng nhiên hắn tố cáo Phạm Điển, một người dân quê từng đi ăn trộm với hắn. Ngài Chu biết đây là lừa dối, bèn gọi Phạm Điển đến thẩm vấn tỉ mỉ. Phạm Điển mới kêu oan nói: dạ thưa ngài, con chưa từng biết mặt tên trộm này thì làm sao mà con cùng hắn đi ăn trộm được ạ. Ngài Chu biết chắc đó là vu cáo, bèn cho Phạm Điển mặc áo chiếc khăn của nha lệ và bảo nha lệ mặc quần áo của Phạm Điển quỳ trước sân, dặn anh không được lên tiếng. Sau đó đột nhiên dẫn tên phạm nhân kia tới quỳ bên cạnh Phạm Điển. Ngài Chu mới hỏi: người cáo giác hắn cùng đi ăn trộm với ngươi nhưng hắn không nhận. Tên tù mới nhìn Phạm Điển giả nói: ngươi từng đi ăn trộm với ta, sao bây giờ ngươi còn chối? Phạm Điển giả chỉ cúi đầu không nói. Ngài Chu lại cố ý nói: thế này thì không phải hắn rồi. Tên tù nhìn một lượt rồi nói: không phải hắn ư? Hắn là Phạm Điển, ngủ tại đó, năm đó làm bạn với con, cùng con tới nhà của người ấy ăn trộm, lấy được tiền rồi chia nhau. Vào nhà lấy trộm chia nhau những gì? Con đã làm bạn với hắn nhiều năm, tại sao lại không phải là hắn? Hắn nói như đinh đóng cột. Thì ngài Chu cười nói: người chẳng quen biết gì Phạm Điển hết, ta đã cho lính lệ đóng giả Phạm Điển, việc này ắt có kẻ xúi bẩy. Ngài mới cho người tra tấn tên tù, biết đường lương trưởng thù Phạm Điển rồi mua chuộc tên tù cáo giác bừa. Ngài Chu mới đùng đùng nổi giận, bèn đánh chết hai tên này. Từ đó về sau không còn tên tù nào dám vu cáo hãm hại dân lành. Có bài thơ làm chứng: tù nhân thường hay hại người ngay, hẳn nào có kẻ xúi bẩy đây, gian manh quỷ quyệt cần xét kỹ, đừng cho kẻ xấu hại người ngay. Rồi chuyện kể rằng ở Hồ Châu có một người tên là Hồng Nhị, mang đi một số lớn, định đến Tô Châu để mua hàng về Hồ Châu bán. Hồng Nhị ngồi buồn mình đợi thuyền, đợi thằng nhỏ, mãi vẫn không thấy nó đâu. Trên canh chào là thấy Vương Thất, thấy túi tiền của Hồng Nhị khá nặng. Nơi này lại vắng, không ai trông thấy, hắn bèn giáp tâm mưu hại. Rồi hắn đẩy Hồng Nhị lăn đùm xuống sông chết, mang túi bạc về nhà. Sau đó hắn đến nhà Hồng Nhị gõ cửa rồi hỏi: chị ơi, sao anh ấy vẫn chưa xuống thuyền? Vợ Hồng Nhị mới ngạc nhiên nói: ấy, đi lâu rồi. Tôi nghĩ rằng đến giờ vẫn chưa xuống thuyền đâu, vậy thì nhất định anh ấy đã đi nơi khác rồi. Một lát sau thấy thằng nhỏ về nói: dạ con tới thuyền thì không thấy ông chủ ạ, không biết ông ấy đã đi đâu rồi, mà cũng không thấy hành lý đâu cả.
Anh ấy mang hành lý đi, người vợ nói. Tất nhiên là ra thuyền rồi, làm gì còn thời gian mà đi chỗ khác. Vì tôi chờ mãi không thấy anh ấy xuống thuyền, Vương Thất nói, nên tôi tới đây tìm anh ấy. Hai bên cứ cãi nhau, bên nọ đổ bên kia mà Hồng Nhị vẫn biệt vô âm tín. Cuối cùng phải báo lên quan để truy tìm. Ngài Chu thấy Vương Thất dáng người hung ác, hỏi kín vợ chồng Hồng Nhị rằng, khi nào thấy nhà thuyền ấy nói thế nào? Vợ Hồng Nhị nói, dạ thưa ngài, chồng con mang hành lý đi từ lâu lắm rồi, thì nhà thuyền tới gõ cửa, cửa vẫn còn đóng. Bèn nói là, chị ơi, sao anh ấy vẫn chưa xuống thuyền ạ? Ngài Chu mới gọi hai láng giềng của Hồng Nhị tới rồi hỏi, khi Vương Thất đến gọi, người nghe thấy anh ta nói thế nào? Hai người láng giềng trả lời, dạ con nghe thấy Vương Thất gõ cửa hỏi, chị ơi, sao anh ấy vẫn chưa xuống thuyền ạ? Ngài Chu mới đập bàn quát, à thằng Vương Thất, chính mày đã giết chết người, mày đã tự thừa nhận rồi, sao còn dám cãi bừa. Vương Thất mới cố biện bạch thì Ngài Chu nói, người biết chắc chắn Hồng Nhị không có ở nhà cho nên gõ cửa, bèn gọi chị ơi, cửa vẫn đóng, mà nếu ngươi không giết thì tại sao ngươi không gọi cho anh ơi mà lại cho gọi là chị ơi? Đích thị mày là giết, chứ ai giết vào đây. Vương Thất bị nói đúng tim đen, hồn siêu phách lạc, mặt đỏ bừng bừng, run cầm cập ngay, biết ngay là hắn giết chết. Hắn đã khai hết sự thật, bắt hắn trả lại hành lý tất cả còn nguyên vẹn, rồi hắn bị khép vào tội chết. Có bài thơ làm chứng, xử án xưa nay khó lắm thay, sắc mặt lời khai lộ rõ ngay, lòng già kẻ gian cần xét kỹ, chết oan ắt có kẻ phải đền. Lại một câu chuyện nữa, có hai người tranh nhau một chiếc ô, không ai chịu, rồi dẫn đến đánh nhau. Trương Tam mới nói, ô này của tôi. Lý Tứ cũng nói, ô này của tôi mà. Hai người không ai chịu ai, liền đưa nhau đến phủ quan. Ngài Chu bèn đập chiếc ô, đưa cho mỗi người một nửa, rồi bí mật sai người theo dõi. Trương Tam nói, lúc đầu tôi đòi anh 2 đồng, nếu anh đưa ngay cho tôi thì có phải tốt không? Bây giờ thì 2 đồng cũng không còn nữa. Ô của tôi, sao anh bắt tôi phải đưa cho anh 2 đồng? Thế là hai người theo dõi bèn tóm ngay Trương Tam đưa về phủ. Ngài Chu cho đánh 20 gậy và bắt phải mua đền ô cho Lý Tứ. Lại có người tranh nhau 2 con trâu, hai bên giằng co không sao giải quyết được. Ngài Chu mới nổi giận quát, hãy nhập đám trâu này về dinh. Một người cười hí không nói, một người thì tức tối cãi lại. Ngài Chu lập tức bảo người nổi nóng cãi lại rằng, đám trâu này chính là của ngươi, bởi thế ngươi hết sức tức giận. Còn trâu này không liên quan gì đến tên kia, nên gã cười hí hí không nói gì. Ngài lập tức phạt tội anh ta. Quả thật ngài phát hiện ra sự gian dối rất tài tình, còn rất nhiều chuyện như thế nữa, rồi không sao mà kể hết được. Thời ấy trong nha môn có người thư ký lâu năm tên là Mạc Lão Hổ, chuyên bở đỡ phủ quan, dò ý quan trên, dùng văn chương xuyên tạc pháp luật, suối bày kiện tụng, không việc gì là hắn không dám làm. Ngài Chu thăm dò biết hắn vô cùng ác độc, hại người không sao kể xiết, tài sản có tới 100 vạn. Những người trong nha môn không người nào là không thông đồng với hắn làm điều xấu. Ngài Chu nói, đây là nơi tập trung bọn sâu mọt vùng Đông Nam, bọn sâu mọt trong nha môn không trừ khử thì dân lành không thể sống được. Thế rồi đem chôn Mạc Lão Hổ trong ngục, bán tài sản của hắn, mua thóc lúa nhập vào các phủ huyện để cứu đói khi mất mùa. Còn những kẻ độc ác khác trong nha môn đáng bỏ tù thì bỏ tù, đáng xung làm lính thì cho xung lính hết, không chút tha thứ. Từ đó về sau dân lành mới được yên ổn làm ăn. Hành pháp tỉnh Chiết Giang nghiêm minh trong sạch đều do công lao của Ngài Chu vậy. Ngài Chu thường nói, muốn cho thiên hạ thái bình thì tất phải trừ khử bọn tham quan. Bọn tham quan hại dân phải có vây cánh, cho nên quan trên được 3 thì bọn tay chân ở dưới được 7. Muốn diệt tham quan thì phải làm cho nha dịch trong sạch, cho nên không thể tha thứ cho bọn này. Thời ấy Diệp Tông Hành là chi huyện Tiền Đường, người Tùng Giang làm quan hết sức liêm khiết. Ông không bao giờ định nọt quan trên, nên Ngài Chu vô cùng kính trọng. Về sau Diệp Tông Hành chết, Ngài Chu đích thân làm bài văn tế ông, ấy là tôn trọng sự liêm khiết và dùng việc này để giáo dục các quan.
Mỗi khi đi tuần thú các huyện, ông hay mặc thường phục, khích cho quan huyện tức giận ra mông vào ngục. Ông chuyện trò với tù nhân, họ nói cho ông biết nỗi khổ của cả huyện. Hôm sau thuộc quan của ông tới nghênh đón ông từ trong ngục ra. Quan huyện sợ hãi phủ phục dưới đất để xin tha tội, song ông vẫn theo tội mà xét xử hết. Bởi thế quan lại các huyện nghe thấy ông đều run sợ, chẳng ai dám tham ô. Khi mới bắt đầu vào địa hạt vùng này, ở đó có một con hổ dữ đã ăn thịt rất nhiều người. Ngài Chu đã tự làm một bài văn tế cúng thần hoàng, thì con hổ tự dưng đến dinh quan án sát, làm phủ phục bất động. Ngài bèn lệnh cho tay chân đánh chết con hổ ấy ngay tại chỗ. Có bài thơ làm chứng: Chu Tân đúc nghiêm, khuất phục hổ dữ, nay là thành hoàng, xưa là quan phủ. Rồi lại có một hôm, người đồng liêu biếu ông một con ngỗng quay. Ngài Chu treo nó trong nhà. Về sau có người biếu ông gì, ông chỉ vào con ngỗng ấy. Ngài Chu nhà rất nghèo, vợ ngài sống bằng nghề cày cấy. Một hôm bà vợ đi dự tiệc cùng với vợ các quan lại khác, họ ăn diện rất sang trọng. Chỉ có phu nhân ngài Chu là quần nâu áo vải như người đàn bà dân quê. Những người ăn mặc sang trọng rất ngượng ngùng, về sau họ sống rất giản dị. Phong thái của ông là như thế đấy. Bởi thế thời ấy, tên tuổi của Chu Hiến Sứ lẫy lừng thiên hạ. Ngay cả đứa trẻ lên ba cũng biết đức tính tốt đẹp của ngài. Thời ấy Cẩm Y Vệ Chủy Hy là Kỷ Cương sai thiên hộ tới Chiết Giang tác ai tác quái, làm hại dân không sao kể xiết. Ngài Chu Tân bắt thiên hộ đánh cho một trận nên thân. Thiên hộ lập tức về kinh khóc lóc kể với Kỷ Cương. Kỷ Cương dâng sớ nói rằng Chu Thiên tự tiện bắt người trị tội. Ngài Vĩnh Lạc sai bắt Chu Tân về cung điện. Chu Tân khảnh khái vạch tội thiên hộ. Ngài nói: án sát sứ làm việc cũng giống như nổi nô sát viện, đều là vâng theo chiếu chỉ của bệ hạ. Thần phục chiếu bắt kẻ gian thì làm sao lại khép tội cho thần? Thần có chết cũng không hối hận. Lời nói của ông vô cùng bất khuất. Ngài Vĩnh Lạc đùng đùng nổi giận, ra lệnh giết ông. Lúc xăm hành hình, Chu Tân mới thét lên nói: ta sống là bề tôi ngay thẳng, chết đi ta làm ma ngay thẳng. Đêm ấy thái sử dâng sớ nói rằng ngôi sao văn tinh bị rơi. Ngài Vĩnh Lạc mới hiểu rằng ông chết oan và vô cùng hối hận, lập tức xử thiên hộ để đền mạng. Rồi ngài Vĩnh Lạc hỏi quần thần: thần là người ở đâu? Quần thần đáp: dạ ông là người Quảng Đông ạ. Ngài Vĩnh Lạc nhiều lần than vãn rằng: Quảng Đông có người tốt như thế mà ta đã giết oan. Ngài Vĩnh Lạc cứ thiêng tiếc mãi. Về sau thường thấy ông hiện hình tại miếu. Một hôm giữa ban ngày, bỗng thấy một người mặc áo hồng bào. Vĩnh Lạc mới quát lớn, thì người ấy nói rằng: thần là Chu Tân, án sát sứ Chiết Giang, phụ mệnh thượng đế. Thấy thần là người trung trực, cho thần làm thần thành hoàng, hoàng Chiết Giang, chỉ những kẻ tham quan nô lại cho bệ hạ. Nói xong biến mất. Ngài Vĩnh Lạc cứ than thở mãi. Về sau Chu Tân nhập vào người trước miếu thờ hoàng thành Chiết Giang, rồi nói rằng: ta vốn là án sát sứ Chu Tân, thượng đế cho ta là người trung thực, phong ta làm thần hoàng, hãy đắp tượng ta để thờ, ngày sinh của ta là ngày 17 tháng 5. Dân chúng thấy ông linh thiêng hiển hách, bèn trở sang miếu mạo, rước tượng thành hoàng cú tới Dương Thị. Có bài thơ làm chứng rằng: uy danh hiển hách ấy thành hoàng, chưa biết uy danh đã lấy lừng, thần ngách quỷ thẳng đều là một, những người trung trực quả phi thường. Rồi lại có một bài thơ ca ngợi như sau: Chu Tân chết thành thần Chiết Giang, Vu Khiên chết thành thần Bắc Đô, xưa nay người ta ai chẳng chết, chết vần lưu danh mãi nghìn thu.